Kính thưa quý vị và các nông dân, khi nhắc đến nho thì chúng ta đều biết nho là đặc sản của vùng đất Bình Thuận, Ninh Thuận. Bà con nông dân mình ở đồng bằng sông Cửu Long như Bến Tre, Vĩnh Long hay Long An cũng rất quan tâm đến cây nho, nhưng không phải ai cũng trồng được. Hôm nay, chương trình Cây Lành Trái Ngọt xin giới thiệu đến quý vị và các nông dân một hộ nông dân trồng khá thành công cây nho trên vùng đất Bến Tre, đó chính là chú Bảy Thiết. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ chú để nghe những lời chia sẻ của chú, những kinh nghiệm trồng nho của chú trên vùng đất Bến Tre. Cây nho này là nguồn gốc cho ý tưởng phát triển vườn nho tại thành phố Bến Tre của chú Bảy Thiết. Trong một dịp đi tham quan vườn nho ở Ninh Thuận, con gái chú mua thử một cây nho giống về trồng trước cổng nhà. Qua 6 tháng trồng, cây nho phát triển tốt và cho trái. Quá trình sống và chăm sóc của cây nho phát triển tốt cho trái sai, nên gia đình chú có ý định phát triển mô hình trồng nho tại gia đình. Thế là một phần diện tích đất trồng sắn, trồng dưa trước đây được thay thế bằng vườn nho. 50 gốc nho đầu tiên cũng là 50 gốc nho khởi nghiệp cho trồng nho kết hợp thu hút tham quan du lịch của gia đình chú Bảy Thiết đã thành công bước đầu. Có 3 loại nho được trồng trong khu vườn nhỏ này là nho đỏ, nho xanh và nho hồng ngọc. Cái vườn mình được khoảng bao nhiêu giống nho hả con? Ba giống nho. Đây là giống nho gì hả con? Đây giống nho đỏ. Nho đỏ. Còn giống nho gì nữa con? Giống 152 mà hồng ngọc. Thì tới đây. 152 hồng ngọc. Đây là giống hồng ngọc. Đây giống nho hồng ngọc. Cái giống nho này nè, trái nó dài hả con? Nó còn lớn nữa không con? Nó dài, nó lớn nữa, nó chín nửa trái, còn nửa trái là nó xanh. Nó chín nửa trái. Cái giống nho thứ ba là giống gì vậy? Giống nho xanh. Nó xanh đằng này, đây ra khu vực này con. Nó cũng trái dài nhưng mà nó xanh, nó chín xanh hết, nó không có chín phần nửa trái. Nhưng mà nó xanh luôn, nó chín xanh. Cái nó còn lớn nữa không? Lớn là nó chín là nó bự lắm, nó càng chín là nó càng bự. Cái giống nho này được mấy tháng rồi con? Cái này nó cũng được 2 tháng rồi đó, cũng như cắt cành một lần một. Rồi tùy cái giống nho nó ra luôn là cũng như 2 tháng. Nhưng mà cái này nó chín thì nó phải ngày tháng nó sẽ cao hơn cái nho đỏ. Nó nho đỏ thì từ có bông cho đến chín là 2 tháng rưỡi. Còn cái này là nó phải 3 tháng. Bí quyết ban đầu của vườn nho phát triển và cho trái là như thế. Kính thưa quý vị và các nông dân, Quốc Thái đã dạo một vòng vườn nho của chú Bảy Thiết. Vườn nho đang phát triển và cho trái rất là xum xuê. Không biết chú có những bí quyết gì để chăm sóc vườn nho, chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu. Vườn nho trước nhà đã mang lại nguồn lợi kinh tế từ phục vụ khách tham quan. Vườn nho sau nhà đang được đầu tư chăm sóc mở rộng thêm diện tích trồng. Thưa chú, cây nho này được mấy tháng rồi chú? Cái này tháng rưỡi nè. Mới tháng rưỡi thôi. Tháng rưỡi. Thưa chú thì cái giống nho này thì mình đem về đây rồi thì mình có chăm sóc như thế nào, xử lý thế nào trước khi mình đem đây trồng hả chú? Cái giống nho này nho của anh Thần cũng dễ trồng, tương đối dễ trồng. Mà cũng cái là mình trồng, mình chăm sóc nó cũng đơn giản thôi. Đào lỗ xuống rồi mình đặt nó xuống, rồi những gốc mà nó bò lên vậy nè, chèo nách nè kia cho mình lật hết để cho nó phát triển cái thân lên, phát triển cái thân lên cao lên cho nó mập cái thân. Rồi phân bón này kia mình cũng thường ít thôi, mình trồng mình đào dùng, dùng như dùng bầu của mình trồng vậy đó. Rồi cái mình bỏ phân xuống, bỏ phân chuồng xuống, phân chuồng quay đó, phân bò hay là phân heo, phân chuồng quay mục, bỏ lót dưới rồi mình đặt lên. Đặt bỏ nhiều không chú? Một gốc vậy mình bỏ lúc đầu mình cũng bỏ phân bao nhiêu cái phân chuồng? Thường thôi, cái đó chừng nhiều mình bỏ nhiều khá khá một chút mà phải quay mục. Còn phân vô cơ chú, phân hóa học thì mình bỏ mình trồng ít thôi, mình trồng nấm gì rồi hay nấm gì đó mình trồng với phân chuồng á. Rồi cái mình lắp lại mình đặt nó lên. Một tháng rưỡi như vậy rồi thì cái cách chăm sóc cái giai đoạn như thế này như thế nào hả chú? Bây giờ tương đối là thân lá nè, mình coi có sâu rầy hay không. Rồi mình coi, mình thường xuyên mình bắt, nhất là mình tước cái cành. Tước cái cành khi nó đâm ra để cho cái cành cái nó bò lên cao lên.
cho nó thân nó mập lên. À, thưa chú, thì hiện tại thì mình ghim có một ruộng như vậy thôi, thì khoảng cây nho bao lâu thì mình có thể là cho làm vàng để cho nó lên hả chú? Đây mình làm tạm bỡ thôi, chiều cao mình 2 thước, chiều cao mình 2 thước như mấy trụ này mình đang làm nè. Đang làm trụ để cho nó bò lên, nó bò lên vàng, nó ngã lên vàng. Cái trụ đây làm bằng bê tông, đổ như cột mình vậy đó, cho bê tông. Nó cứng, bị cây này nó sống lâu năm. Cây này hôm rồi là ở miền ngoài nó sống tới mười mấy năm, do đó mình làm cái trụ phải chắc chắn. Dây kẽm mình đang lên trên, đang lên trên thả dây kẽm lên. Chi phí đầu tư trụ dài dàng cho nho leo và phát triển, theo chú Bảy không cao lắm. Vườn nho mới phát triển thêm này có 200 dây, chú đầu tư gần 20 triệu đồng cho trụ dài vàng. Cái này trồng là 6 tháng là nó cho trái rồi, này là cho trái được 2 lần. Khi nho mà nó ngã lên vàng, khi trồng mình ngã lên vàng chừng 2 thước mấy, khi thân muốn cho trái thì cho nó ngã lên vàng đây. Ngã lên vàng để mình nó bò những cái nhánh này ra là này lúc đó là mình có thể là cho trái được cho trái. Cho trái là đặc biệt trước là cho trái cái thân nó hơi dày. Cái thân nó hơi dày cứng cây. Rồi mình mới cắt ra là nó bung chèo khi cây non, khi cây non nhánh non không thể nào cắt. Nó không thể ra trái, không thể ra chèo. 1 2 3 4 mắt ngủ cắt. 1 2 3 4 mắt ngủ cắt. Kính thưa quý vị, chào các nông dân, đây là một bí quyết của chủ vườn. Cách để đánh thức những mắt ngủ trên cành nho, cô Phạm Thị Phượng, vợ chú Bảy, là người chuyên đánh thức những mắt ngủ này, chia sẻ thêm. Quá trời luôn, nhìn thấy hấp dẫn hết cơ. Thưa cô, thì qua đây thì cô có thể là chia sẻ cái giai đoạn mà cây nho nó đang phát triển, đang cho trái như thế này không cô? Cũng như là khi nó có trái, nó bông thì mình... thấy nó trái khoảng chừng 30 ngày là mình phải bón phân lân đặng cho nó chắc, nó không có bị nứt trái ha. Nó chắc rồi lân rồi xong khoảng chừng nửa tháng nữa về sau nó chín thì mình phải đi kali đặng cho nó có cái độ đường độ ngọt. Nó ngọt thì khi mà mình cắt cành nó thì mình phải canh cho nó vàng vàng như vậy đó, mình mới là bung để cái mắt ngủ của nó bự, rồi mình phải cắt cái mắt nhỏ đó để nó bung cành ra. Cái cành nó vừa đủ tuổi, đúng rồi, đủ tuổi rồi mình mới cắt. Nếu không cắt thì nó vẫn bò nhiều lắm, nó bò mãi mãi chứ nó không trái được, tại vì mình không cắt nó là nó không trái. Thưa cô, thì đối với cái vườn của mình, cô trồng 3 loại nho như vậy, 3 cái loại này thì không biết cái thời gian sinh trưởng của cái trái nó có giống nhau hay khác nhau thế nào không cô? Cái nho đỏ thì nó ngắn ngày tháng hơn. Nó cũng như là 75 ngày, từ có bông đến chín là 75, còn cái kia thì phải 90. Cái trái dài á, trái hồng ngọc, trái nho xanh nó phải 90 ngày nó mới chín. Mình xử lý sao mà cho nó hợp với phù hợp mà cái ngày nắng, tháng nắng á, tặng cho khách du lịch đến nó không có bị mưa, bị ướt mình. Thì với hai nữa là nho này thì nó chịu nắng, nó chịu nắng chứ nó mưa là nó không ngon. Nó có bông là có nước mưa vô nó bị rụng. Còn như nắng mình canh mình cắt là Tết, cũng như là tháng 11 và đầu tháng chạp thì mình phải cho trái đặng khách du lịch đến. Còn rồi mình trái xong rồi nó chín ra rồi thì mình cắt lại khoảng chừng tháng 4, tháng 5 đặng cái mùa đó là xong nữa, rồi xong thôi mình không ngưng, không mấy mưa mình không cho nữa. Mình không cắt nữa, mưa là mình cho nó nghỉ cây. Ngoài tham quan vườn nho, khách tham quan còn có thể mua cây nho giống về để trồng. Những bí quyết chăm sóc nho thành công đã được chú Bảy Thiết hướng dẫn tận tình. Trồng nho ở miền Tây theo chú cũng rất dễ. Thường thì cây nho trồng ở miền Tây rất phát triển nhưng không cho trái. Quá trình trồng của mình chú khắc phục và chia sẻ cho người quan tâm khi mua nho giống về trồng. Mình đã trồng thành công, khá thành công cái vườn nho của mình như vậy rồi, thì chú có những cái chia sẻ gì về vấn đề mà bà con nông dân mình mua về trồng để mang lại hiệu quả như chú ạ? Cây nho thì đúng ra mình chọn cây nho, mình chọn cái gốc nhỏ thôi. Gốc nhỏ để trồng nó mau phát triển, còn những gốc nó bự, cái vườn nó cỏi á, thì trái nó cũng năng suất nó cũng không đạt không. Như chẳng hạn cây này nè, thì nó đẹp từ đầu. Là nhỏ vẫn gốc nhỏ. Gốc nhỏ. Nó mau phát triển, cứ 2-3 bữa là nó phát vậy. Trồng 1 tháng là có thể như vàng hồi trước cao lên đó, như vàng vàng đó là 1 tháng, tháng mấy lẻ lắm. Cách 6 tháng là nó có trái.
À, ngoài ra mình có cái chăm sóc gì thêm cái vấn đề mà giai đoạn đầu không chú? Không có, như mình trồng vậy mình đầu như dùng bầu mình vậy đó, rồi mình đặt xuống rồi từ từ nó phát. Yeah, bỏ phân như chú đã chia sẻ. Nó cũng đơn giản lắm, yeah. Nó cũng chịu nắng. Như cây con như hai bữa tưới lần, yeah. Khi mùa nắng á, yeah. Mùa mưa này mình khỏi tưới. Kính thưa quý vị và các nông dân, sau khi trồng thử nghiệm bước đầu khá thành công, chú Bảy bắt đầu mở rộng phát triển vườn nho của mình. Sau 3 giống nho trồng thành công là nho đỏ, nho xanh và nho hồng ngọc, chú Bảy mạnh dạn mở rộng trồng nho hạ đen không hạt. À, thưa chú, đây là giống nho gì hả chú? Đây giống nho hạ đen không hạt. Hạ đen không hạt. Nho hạ đen không hạt. À, là cái trái nó như thế nào chú? Trái nó chín cũng tím, nó không hạt. Trái ngon lắm. Nhưng mà ở đây thì chưa có, chú trồng thử thôi. Trồng thử. Trồng thử sau này nếu đạt được có thể mình lấy giống về mình bán cho bà con ta xài. Được mấy tháng rồi chú cây nho này? Nho này cũng tháng rưỡi vậy. Thưa chú thì trải qua một tháng rưỡi trồng cây nho mới thử nghiệm này thì chú thấy là cái sự phát triển nó trên cái vùng đất do cái thời tiết khí hậu của mình như thế nào chú? Thấy nó cũng đạt. Thấy nó phát triển đó. Đạt phát triển ổn định. Nhưng mà giống này thì nó không có ghép từ cái thân cây nó từ cái nhánh cây nó ra luôn. Nó không có ghép mắt như giống khác. Vậy là từ một dây thôi. Gốc nó lên luôn. Gốc lên luôn là trồng hạt hả chú? Không phải hạt nhưng mà cái nhánh của cái nho. Nhánh nho là chiếc hả chú? Chiếc nhánh. Chiếc nhánh ra. Nhánh. Chiếc nhánh chứ không phải là gốc ghép. Quá trình chăm sóc từng loại nho, chú Bảy chú ý từng chi tiết phát triển, khắc phục những hạn chế của vùng đất và khí hậu miền Tây như thế nào để cây nho đạt hiệu quả không kém vùng chuyên canh cây nho ở duyên hải miền Trung, Ninh Thuận. Chú thành công và chia sẻ thành công với nhiều nông dân khác có sự quan tâm với những giống cây trồng mới. Kính thưa quý vị và các nông dân, mô hình trồng khen trái kết hợp với tham quan du lịch là hướng đi hiện nay. Tại vườn nho của chú Bảy Thiết, đang phát triển theo hướng này, vừa tạo điểm tham quan du lịch cho huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre, vừa mang lại kinh tế cho gia đình. Trồng nho làm du lịch càng làm du khách thích thú hơn bởi vì cảnh quan trong vườn nho cho trái luôn cuốn hút. Những chùm nho đẹp, vàng nho tạo bóng mát, đến ngồi thưởng lãm, uống ly mật nho, nghe chủ vườn chia sẻ bí quyết trồng nho, nghe chia sẻ niềm vui, nhìn nho đơm hoa kết trái sẽ tạo nhiều thú vị cho du khách đến thăm vườn. Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020 vừa rồi, vườn nho chú Bảy rất thu hút khách. Mùa hè này với những chùm nho đang sai trái, hứa hẹn tiếp tục thu hút khách khi có dịp đến vùng biển Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Kính thưa quý vị và các nông dân, ngồi giữa vườn nho và được thưởng thức một ly đá bào mật nho, một cảm giác rất là ngon, rất là mát mẻ như vậy. Thưa cô, khi hôm nay đến tham quan cái vườn nho của cô và được thưởng thức một cái ly đá bào siro nho chính tay cô làm như vậy, cảm thấy rất là ngon như vậy. Khi mà khách du lịch đó cô đến đây được thưởng thức cái món này giống như cái đặc sản để mà cô đãi cho khách như vậy, thì không biết là cô có thể biết cho biết là trong thời gian qua đó thì cái sự phát triển của vườn nho mình như thế nào hả cô? Thì cô đầu tiên là cũng thấy nho này cũng không biết đạt hay không, mà cô về đây cô trồng được cái 40 mấy gốc này thì thấy nó trái gì thì cô, thì khách du lịch nó đến đây thì cô sẽ đặt sẵn cho nó một cái ly mật nho là đá bào mật nho, thì uống rồi trước uống rồi sau nữa có đến thì có muốn trồng cây mua rượu nho thì cô bác ủng hộ. Cũng như là khách du lịch đó, ủng hộ cái nào được thì ủng hộ, còn không ủng hộ thì đến đây chụp hình vui chơi uống ly lá bào mật nho là được rồi. Thưa cô, thì khi cây vườn nho này đã trải qua là hai mùa trái như cô đã nói rồi, cái mùa trái thứ nhất là mình thu hoạch được nhiều không cô? Thu hoạch thì nó chưa có nhiều, tại vì đợt đầu nó chưa có trái nhiều, nhưng mà khách cũng vui,
Đến đây thì mình thấy nó cũng vui. Cô bác đến rồi mình uống cái ly mật nho. Rồi cô bác cũng nói là đến đây mình hồi đó giờ chưa uống được mật nho mà giờ uống rất là ngon, rất là mát, nó thoải mái. Thì cô thấy nhiêu đó là đủ đủ vui rồi. Vui rồi. Thì lúc đầu thì mình có một số ít để mình cho khách thưởng thức. Sau này như cô chú đã tâm chia sẻ là sẽ nâng cấp, sẽ mở rộng thêm cái vườn nho của mình. Sau này thì cái số lượng trái rất là nhiều như vậy thì cái hướng phát triển tới của mình là có những cái sự chuẩn bị gì về cái vấn đề mà phát triển kinh tế từ trái nho? Nếu mà cô phát triển ra, cô nâng vàng ra nhiều thì nếu trái nhiều thì cô khách du lịch đến mà nhiều chín đợt chín thì cô sẽ bán cho khách du lịch. Nhu cầu theo khách du lịch mua nhiều ít thì cô cũng phải cắt cho thưởng thức. Đây thì nói chung là vùng biển này bà con ta thích hợp trồng cây hoa màu sản như sắn dưa. Sắn dưa đây chưa ai trồng cái giống nho này hết. Chú mới thôi, nhưng một cái là nó chưa có mang tầm cao vì lúc đầu nó mới phát triển mà. Khi mình kết hợp với cái mình bán này kia, mình bán như mật nho, rượu nho, mình bán để mình tìm theo cái nguồn của trái nho, từ trái nho, thì mình mới đạt được kết quả cao hơn. Thì khi mà đến đây tham quan thì con thấy cũng rất là khả quan rồi, một cái hiệu quả mang lại được cũng khá là thành công như vậy rồi. Thì con cũng kính chúc cho cô chú trong thời gian tới mình sẽ mở rộng và phát triển vườn nho này, trồng những loại giống nho mới để mà nâng cao cái hiệu quả kinh tế gia đình trước mắt, sau đó thì mang lại cái nguồn là kinh tế cho địa phương của mình. Và con xin chúc cho cô chú thành công hơn nữa. Cảm ơn. Kính thưa quý vị và các nông dân, chương trình Cây Lành Trái Ngọt cũng đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các nông dân đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.